Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Tối ngày 30 tháng 4 năm 2023, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, giáo phận Vinh, diễn ra cuộc rước kiệu Đức Mẹ Maria. Nhiều bà con giáo dân, giáo xứ La Nham cùng với cha quản xứ và các ban ngành trong giáo xứ tổ chức cung nghinh đã rước kiệu Đức Mẹ trên các con đường, con phố. Đoàn rước diễn ra trong trật tự và trang nghiêm. Những phương tiện giao thông thấy đoàn rước cũng đã dừng lại nhường đường cho đoàn rước đi qua. Đoàn rước thu hút được rất nhiều người, từ già trẻ lớn bé. Một hình ảnh rất đẹp cho đoàn rước ở Việt Nam. Mong sao nhiều giáo xứ cũng tổ chức rước kiệu như thế này để tôn vinh Đức Mẹ trên khắp nẻo đường Việt Nam. Thật là ý nghĩa khi thể hiện lòng yêu mến Mẹ Maria bằng chính việc cung nghinh cuộc rước kiệu Đức Mẹ. Rước kiệu Đức Mẹ không chỉ là một nét đẹp văn hóa Công giáo Việt Nam, mà còn là một nghi thức tôn giáo biểu hiện ra bên ngoài lòng tôn kính Đức Mẹ của cộng đoàn giáo hữu. Do vậy, người tham gia rước kiệu cần biểu lộ tư thế trang nghiêm, sốt mến. Giáo xứ La Nham được thành lập vào năm 1925, tách từ xứ Mẹ Lộc Mỹ, trải qua chặng đường hơn 90 năm trên hành trình đức tin. Cộng đoàn La Nham phải đối mặt với nhiều thăng trầm biến thiên của thời cuộc, nhưng với đức tin kiên vững và lòng mến sắc son, các bậc tiền nhân đã không những đưa cộng đoàn vượt qua những sóng gió thử thách mà còn xây dựng được một giáo xứ ngày càng lớn mạnh trên mọi phương diện. Giáo xứ hiện có trên 2.200 giáo dân. Tháng 5 là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia dâng lên Mẹ từ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính súc sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ân phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ. Với lòng sùng kính Đức Maria cách đặc biệt như vậy, nguyện xin Đức Mẹ luôn rủ thương, lắng nghe và chuyển cầu cho đoàn con cái trong giáo xứ ngày càng đạo đức, thánh thiện trong hiệp hành này. Đồng thời, xin Đức Mẹ nâng đỡ mỗi Kitô hữu luôn được vững mạnh trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Theo diễn tiến của Giáo hội Hoàng Vũ trong việc tôn kính Đức Mẹ từ nửa cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, Giáo hội Việt Nam đã quy định nhiều nghi thức tôn kính Đức Mẹ như đọc kinh cầu Đức Mẹ, lần hạt mân côi, rước kiệu Đức Mẹ, múa hát dâng hoa. Trong đó, rước kiệu hoa và dâng hoa kính Đức Mẹ trong tháng 5 dần dà trở thành truyền thống của nhiều giáo họ, giáo xứ. Đoàn rước kiệu Đức Mẹ, cụ thể như tại các giáo xứ, giáo họ miền Bắc, thường bao gồm người cầm thánh giá, nến trụ dẫn đầu, tiếp theo là phường trống, trắc của các em thiếu nhi, các hội đoàn, đội càng đồng, phường bát âm đi thành hai hàng. Sau nữa là ca đoàn vừa đi vừa hát vang các bài hát ngợi ca Đức Mẹ, rồi đến các kiệu hoa của các giáo họ hoặc giáo khu. Người của đơn vị nào đi theo kiệu của đơn vị đó, cuối cùng là kiệu chính rước tượng Đức Mẹ. Ngay sau kiệu chính là vị linh mục và hai lễ sinh tay cầm bình hương, một số người giúp việc và bà con giáo dân. Hành trình cuộc rước thường bắt đầu từ địa điểm nhà thờ xứ hoặc nhà thờ giáo họ, nếu là họ lẻ, vòng quanh trục đường chính trong vùng, rồi trở về nơi xuất phát nhà thờ. Tại đó, các em thiếu nhi trong đội dân hoa sẽ tiến hành nghi thức dân hoa kính Đức Mẹ. Tiếp theo, vị chủ tế cùng cộng đoàn tham gia rước kiệu sẽ dâng lễ tạ ơn và kết thúc cuộc rước. Tuy nhiên, tùy từng năm và từng hoàn cảnh cụ thể của mỗi giáo xứ, giáo họ, mà hành trình cuộc rước có thể dài hay ngắn, hoặc về quy mô lớn hay nhỏ. Xin Đức Mẹ giúp chúng con biết nhờ Mẹ mà đến với lòng thương xót Chúa. Để nhờ Mẹ, con vững tin hơn vào Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con đừng cứng lòng tin như Thánh Tô-ma Tông Đồ thổ xưa, nhưng xin cho chúng con được chúc phúc, vì phúc cho những ai không thấy mà tin.